Tổng Trọng đã sử dụng quân đội để thành công vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào? Dù tân chủ tịch nước Tô Lâm đã yên vị trên cương vị mới, nhưng tiến trình giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sắp xếp bố trí để Tô Lâm nhậm chức chủ tịch nước không hề suôn sẻ như những người tiền nhiệm trước đây. Đặc biệt là sự vắng mặt có chủ ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ tuyên thệ của ông Tô Lâm càng khiến người dân và công luận băn khoăn về tương lai chính trị của nhân vật chỉ cách đây ít lâu vẫn còn nắm quyền lực vô đối và làm cho quan chức trong đảng từ trung ương đến địa phương khiếp sợ. Chỉ trong vòng hơn một tuần với tài quyền biến của ông Tổng Trọng tại hội nghị Trung ương 9, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Công an như đã bị rút hết phép thông công và mọi quyền lực của ông Tô đã bị vô hiệu hóa. Cần khẳng định nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn tại chính trường Việt Nam trong một năm trở lại đây xuất phát từ việc nhân sự kế cận cho ghế Tổng Bí thư. Trong trường hợp ông Trọng rút lui đã không được công bố rõ ràng, minh bạch. Hơn nữa, với sự bành trướng quyền lực quá lớn của Bộ Công an và Đại tướng Tô Lâm, khi ông Tô Lâm muốn gì được nấy, càng khiến cho lực lượng công an trở thành một thế lực kiêu bình. Bộ Công an có quyền tùy tiện, muốn bắt ai thì bắt, kể cả các lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý mà không cần xin phép hoặc theo quy trình tố tụng. Trong khi, theo giới phân tích, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có nhiều đại diện trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, số lượng ủy viên Trung ương của Bộ Quốc phòng luôn đứng trên Bộ Công an. Cụ thể là tại đại hội lần thứ 13, số lượng ủy viên Trung ương của Bộ Quốc phòng với tới 23 ủy viên, còn Bộ Công an chỉ có vẻn vẹn 6 người, tức là chỉ bằng có 1/4. Điều đó đã cho thấy quyền lực chính trị của Bộ Quốc phòng vượt trội so với Bộ Công an rất nhiều. Đài BBC cũng cho biết, theo điều lệ của Đảng, Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương, nên chức vụ này ông Trọng nắm giữ. Và theo đó, Quân ủy Trung ương hơn quan trọng hơn vì Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương, còn Đảng ủy Công an Trung ương chỉ có Bộ trưởng là Bí thư, nên Đảng ủy Công an Trung ương ít quyền lực hơn so với Quân ủy Trung ương. Song rõ ràng, trong thời gian gần đây, với sự dung túng của Tổng Trọng đã tạo điều kiện cho Bộ Công an của ông Tô Lâm ngày càng bành trướng quyền lực mạnh hơn. Chính ông Trọng đã phải trả giá cho sự lộng hành quá mức của Tô Lâm và tạo ra một tình trạng hết sức bất ổn trong Đảng Cộng sản. Giáo sư Abusha từ Mỹ nhận định như sau: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao cho ông Tô Lâm quá nhiều quyền lực để chống tham nhũng và có thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn có thể kiểm soát quyền lực của Đại tướng Tô Lâm. Tuy nhiên, có một điều rất may mắn cho ông Trọng là dựa với lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và với kinh nghiệm chính trị lọc lõi sau gần 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, ngay trong ngày khai mạc hội nghị Trung ương 9, Tổng Trọng đã quyết định phế bỏ bà Trương Thị Mai để thăng chức thường trực Ban Bí thư cho Đại tướng Lương Cường. Điều này đã lập tức thay đổi cán quân quyền lực và giúp cho ông Trọng giành lại thế chủ động. Từ vai trò chủ động trong cuộc chiến quyền lực, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và phe cánh đã nhanh chóng bị đẩy vào thế bị động. Dẫu rằng có nhiều biểu hiện cho thấy ông Tô Lâm và phe cánh vẫn khiến cho Tổng Trọng vất vả trong nỗ lực nhốt quyền lực của ông Tô Lâm vào trong lòng. Giáo sư Abusha giải thích thêm, Tổng Trọng đã sử dụng phép dùng quân đội để ngăn cản quyền lực và cân bằng, vì chỉ có quân đội mới là lực lượng làm đối trọng được với công an. Theo đó, Đại tướng Lương Cường được đưa lên vị trí thường trực Ban Bí thư là một trong năm chức danh quyền lực nhất trong đảng bên cạnh tứ trụ. Kể từ năm 1986, sau đổi mới tới nay, một thông lệ cho thấy những ai nắm chức vụ trong tứ trụ hay từng làm thường trực Ban Bí thư có thể là những người bước đệm để trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo đài BBC, trong lịch sử chưa từng có Tổng Bí thư nào xuất thân từ ngành công an, nhưng từ quân đội thì có Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Vì thế, khả năng Đại tướng Lương Cường có thể thăng tiến xa hơn là rất cao. Để bảo vệ cho hình ảnh của mình, quân đội Việt Nam tránh xa nhiệm vụ giải quyết các vụ bất ổn trong nước. Trong khi đó, lực lượng công an thường phải mang hình ảnh của lũ kiêu binh trong mắt công chúng. Đây là điều gây bất lợi cho tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng đã sử dụng quân đội để thành công và vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào. Tổng Trọng mở đường để thưởng Huệ Mai trở lại công tác, sự thật hay tin đồn? Chỉ trong hơn 3 năm đầu của đại hội thứ 13, công cuộc đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiêu rụi hơn 20 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 6 ủy viên Bộ Chính trị. Hơn thế nữa, trong số ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, có tổng số 4 trên 5 lãnh đạo cấp cao nhất, đó là
hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội và một thường trực ban bí thư. Đây là hậu quả của việc phòng chống tham nhũng không hiệu quả. Đặc biệt, công tác nhân sự hoàn toàn thất bại. Tổng Trọng đã chọn lựa quá nhiều các nhân vật đã nhúng chàm trước đó vào bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng, nên dẫn tới tình trạng bi thảm như hiện nay. Đưa cán bộ mới lên chỉ được một thời gian rất ngắn thì lại bị trảm. Trong vai trò Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương trên tinh thần chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Theo chỉ đạo của ông Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rõ ràng đã làm đúng với chức năng của mình, theo quy định của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước, với hàng loạt các quan chức từ cấp Trung ương đến địa phương phải nhập trại. Tuy nhiên, việc Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam hàng loạt lãnh đạo cấp cao nhất ở Trung ương Đảng, cũng như ở nhiều địa phương, từ bí thư đến chủ tịch, không hiểu do vô tình hay cố ý, là một phần không nhỏ trong số những người bị bắt, lại là những người rất thân cận với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trước đến nay, thậm chí những người được cho rằng được ông Trọng dìu dắt từ rất lâu cho những chức danh Tổng Bí thư sắp tới. Những người này đã bị khui ra với những hồ sơ tham nhũng vô cùng khủng khiếp. Đó là lý do vì sao, theo giới quan sát, có sự phẫn nộ, oán hận âm ỉ trong nội bộ lãnh đạo cấp cao đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong các vụ việc mang tính triệt hạ với mưu đồ cá nhân. Theo đó, nhiều dấu hiệu cho thấy đa số các thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã không hài lòng với cách làm việc của ông Tô Lâm thông qua lạm dụng việc chống tham nhũng để mà hạ bệ một loạt các quan chức đối thủ của mình một cách có tính toán, với mục tiêu loại bỏ các ứng viên sáng giá cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Đây là điều khiến cho Tô Lâm, một nhân vật đầy quyền uy nhưng hầu như không có đồng minh. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, đa số các thành viên còn lại trong Bộ Chính trị đã thông qua một nghị quyết ép Bộ trưởng Tô Lâm phải trở thành ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch nước, với mục đích đẩy ông ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, là chiếc ghế quyền lực bậc nhất hiện nay mà bất cứ ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí ủy viên Bộ Chính trị và cả ông Tổng Bí thư cũng phải run sợ. Tổng Trọng và phe cánh với đa số trong Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhanh chóng vô hiệu hóa quyền lực và đẩy Tô Lâm vào ngõ cụt. Trên chiếc ghế Chủ tịch nước có tiếng nhưng ít quyền và đã mang rớp từ rất lâu, với việc liên tục các Chủ tịch nước bị mất mạng một cách bí hiểm hoặc phải từ chức. Ngay sau khi ông Tô Lâm không còn quyền lực ở Bộ Công an, theo giới quan sát, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ là người được giao nhiệm vụ điều hành Bộ Công an đã có những động thái bảo vệ cho Dương Công Minh và nhóm lợi ích quân đội chỉ sau một ngày sau khi nắm quyền. Chưa hết, cũng trong ngày 23 tháng 5, báo Dân Việt có bài đại biểu Phạm Văn Hòa củi đưa vào lò hiện nay toàn là loại gỗ quý hiếm. Theo đó, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đại biểu Phạm Văn Hòa đồng tháp cho rằng những vụ sai phạm trước đây cũng là một phần do cơ chế, chính sách. Vì vậy, Đảng và Nhà nước nên có quy định để cho những người lỡ nhúng chàm được ăn năn hối cải. Đồng thời, đại biểu Hòa đề nghị cán bộ đã có những việc làm không đúng luật pháp, thu lợi bất chính từ tham nhũng tiêu cực, tự giác khai báo và hoàn trả lại nguồn tiền bất hợp pháp cho nhà nước. Những người này sẽ được bảo vệ bí mật và được khép lại hồ sơ từ năm 2023 trở về trước, hoạt động công tác bình thường. Đề nghị vô lý như việc kể trên thực ra không có gì mới cả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố rằng cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ, và không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Cùng với phát ngôn trên, ông Trọng cũng đã chỉ đạo Bộ Chính trị và Ban Bí thư ra thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 cho phép lãnh đạo từ ủy viên Trung ương trở lên, nếu tham nhũng khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố trách nhiệm hình sự. Và đương nhiên, đề nghị của đại biểu Phạm Văn Hòa đã khiến mạng xã hội nổi sóng. Nhiều ý kiến cho rằng trong các quyết định kỷ luật và cho thôi chức đối với các lãnh đạo cấp cao, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ xác nhận chung chung rằng họ có một số sai phạm và tự nguyện xin thôi mọi chức vụ. Phải chăng đó là hành động kẻ tung người hứng của cấp có thẩm quyền nhằm giải cứu cho những người thân cận của ông Tổng Trọng, trong đó có Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, để khép lại hồ sơ tham nhũng của họ từ năm 2023 trở về trước, là muốn mở đường để họ trở lại chính trường với những cương vị quan trọng trong Đảng hay sao? Nếu đúng như vậy, thực sự là vấn đề rất nguy hiểm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng mở đường để Thưởng, Huệ, Mài trở lại công tác, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.